Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nóng này tại miền Bắc. Ngoại trừ mỏm Tây Bắc, các tỉnh như là Lai Châu và Điện Biên trời còn nhiều mây, cùng nền nhiệt độ trưa chiều ở dưới ngưỡng 33 độ. Còn lại hầu khắp khu vực Bắc Bộ có nắng sớm, nắng nhiều và rất nóng, khi nhiệt độ cao nhất hầu khắp các nơi đều lên tới 35 đến 38 độ. Vùng nóng nhất tiếp tục là Hòa Bình, sang đến các tỉnh Trung Du như là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh và lân cận khu vực Hà Nội khi nhiệt độ ngay từ lúc 10 giờ sáng đã là 33 đến 34 độ và đến 13 giờ chiều lên cao từ 37 đến 38 độ. Sau đó nắng nóng tiếp tục kéo dài đến thời điểm 17 giờ chiều. Sang ngày mai thì nắng nóng vẫn còn bao phủ Bắc Bộ, tuy nhiên cường độ nắng sẽ giảm hơn một chút, mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ. Sau đó từ ngày thứ Bảy cuối tuần này thì khối không khí mát từ phía Bắc sẽ nén và đẩy dịch dần rãnh áp thấp xuống phía Nam và mưa dông xuất hiện tại các tỉnh vùng núi, sau đó sẽ lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Nắng nóng chấm dứt và thời tiết sẽ trở nên mát mẻ hơn trong ngày Chủ nhật cuối tuần này. Nắng nóng trên diện rộng cũng bao phủ hầu khắp các tỉnh thành Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Ninh Thuận. Trong đó, khu vực có địa hình Trung Du và núi cao còn có nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 37 đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng lần này có khả năng kéo dài cho đến ngày thứ Bảy cuối tuần tại các tỉnh miền Trung. Sau đó, từ ngày Chủ nhật cuối tuần, khi mà vùng nóng bị thu hẹp và giảm dần về cường độ, thì nắng nóng sẽ dịu dần trên khu vực. Thậm chí, mưa dông còn có khả năng xuất hiện trở lại cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế trong thời điểm chiều tối và đêm. Trong khi đó, thì ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió Tây Nam cường độ yếu, nên mưa dông trên diện rộng tạm thời gián đoạn. Tại vùng cao nguyên thì mưa xảy ra vài nơi trong khoảng chiều tối và đêm. Trong khi đó thì ở tại Nam Bộ có mưa vào lúc chiều tối và chính, nhưng mà diện mưa chỉ còn tập trung tại các tỉnh miền Tây của Nam Bộ với lượng không nhiều. Sau đó đến 2 ngày nghỉ cuối tuần này, nhiều khả năng mưa dông rải rác sẽ tăng đều hơn tại các tỉnh thành phía Nam. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày mai thì toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục thịnh hành gió Nam đến Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình yếu. Sóng biển vì thế không cao, tình trạng biển bình thường. Riêng vịnh Bắc Bộ cần lưu ý với gió Nam hoạt động mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động và sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ ngày 4 tháng 6 thì gió ở tại vịnh Bắc Bộ chuyển dần sang hướng đông đến đông nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên mưa dông có khả năng xuất hiện trở lại và trong mưa dông cần cảnh giác với tố, lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đợt nắng nóng lần này còn duy trì tại Bắc Bộ trong ngày mai và kéo dài thêm một ngày nữa với ven biển miền Trung. Quý vị và các bạn lưu ý, từ ngày thứ Bảy cuối tuần này, thời tiết tại miền Bắc sẽ có chuyển biến với mưa rào và dông xuất hiện trở lại, nên nhiệt độ giảm, nắng nóng chấm dứt trên khu vực. Thời tiết trở nên dễ chịu hơn, nhưng trong mưa dông lại tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông, lốc và gió giật mạnh. Nên quý vị cũng nên có kế hoạch sắp xếp hợp lý nếu có dự định du lịch tại miền Bắc trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này. Và đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 2 tháng 6 cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.